đi thay về ăn câu nói sẵn và cứ nghe chàng ngừng đón kinh lễ giữa mình tuổi an nhiên tiếng bài ai di đà phật lòng đầy phước duyên nhưng không theo ý nguyện an nhiên sư thầy đang trên núi xuống khất thực sư thấy không an toàn đời không yên đành phải trốn ẩn lòng chẳng kiên bình nam mô nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật trong lòng trong con tình yêu không phai kính chúc thầy nơi xa luôn an lạc núi san im lìm đời như mây bay a di đà phật lòng nguyện cầu mong nhưng không theo ý nguyện an nhiên sư thầy đang trên núi xuống khắp thân sư thấy không an toàn đời không yên đành phải trốn ẩn lòng chẳng yên bình nam mô nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật trong lòng chúng con tình yêu không phai kính chúc thầy nơi xa luôn an lạc núi san im lìm đời như mây bay a di đà phật lòng nguyện cầu mong chắc chắn ngày càng niềm tin càng có cái niềm tự tin chắc chắn như thế thì mình nên đi. Để cho nhân duyên tổ chức sự hội họp ái biệt ly chia ly rồi giờ nó tái sinh lại chẳng hạn như giờ con ngày xưa con với ai nhé là bạn bè thân thiết nhưng mà khi tái sinh là con một đường ngày một đường nơi núi sẵn thầy vẫn bên chúng con a di đà phật nguyện cầu thấm ân tâm hồn thầy mãi thanh thản làm mà thất bại thì mình không đi rồi. Ừ, có con thấy đi có cái sự xả bỏ có cái sự thu hoạch ở trong đó càng ngày càng làm cho mình trưởng thành càng cứng cáp ở trong thế giới của Phật dạy nó chắc chắn càng ngày càng niềm tin càng có cái niềm tự tin chắc tính như thế thì mình nên đi con luôn nhớ thầy nơi núi sạn mãi an lành bình yên nam mô nam mô a di đà phật đi nhiều biết nhiều rồi lần sau mình đi lại mình không vướng nữa. Mình thuần thục mình quen trong rồi giờ thả chỗ nào rồi mình nghĩ nó là chỗ sống nhiều chỗ mình nói chỗ kia cũng giống như thế này khi đó mình tư duy nó là tất cả đều là như thế đều do tâm mình ham muốn chỗ này chỗ kia thôi với lại mình ở những cái chỗ chỉ cần những cái chỗ mà không có trang mừng đón kỷ lễ xứ mình tuổi an nhân tính tại a di đà phật lòng đầy phước duyên không thương nghĩ mình mừng an nhiên sư thầy đang trên núi xuống khắp thực sư thầy không an toàn đời không yên ảnh hưởng cho đến người ta người dân có thể chính quyền xã hội không có làm phiền tới họ mình cũng nào thấy như có nhiều cái chỗ mà mỗi màu nhiều quá với lại nếu mình biết những cái chỗ mà khó với người tu hành thì mình không tới nữa. Nhưng không theo ý nguyện an nhiên sư thầy đã trên núi xuống khất thực sư thấy không an toàn đời không yên đành phải chôn ân lòng chẳng yên bình nam mô nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật trong lòng chúng con tình yêu không phai kính chúc thầy nơi xa luôn an lạc núi sạn im lìm đời như mây bay a di đà phật lòng nguyện cầu mong dẫu xa cách lòng luôn nhớ thầy nơi núi sạn thầy vẫn bên chúng con a di đà phật nguyện cầu thấm ân tâm hồn thầy mãi thanh thản an vui nhưng không theo ý nguyện an nhiên sư thầy đang trên núi xuống khất thực sư thấy không an toàn đời không yên đành phải chôn ân lòng chẳng yên bình lòng chẳng yên bình a di đà phật lòng chúng con luôn nhớ thầy nơi núi san mãi an lành bình yên nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật
khi đi thay về ăn câu nước sẵn và cứ nghe chàng đồng kinh lễ đều cho nhân viên đợi trước từng hội họp cái ái biệt ly chia ly rồi giờ nó tái thành lại chẳng hạn như giờ con ngày xưa con với tái nhất là bạn bè thân thiết nhưng mà khi tái sanh là con một đường lại một đường không yên đành phải trốn ẩn lòng chẳng kiên bình Nam-mô-nam-mô A-di-đà-phật Nam-mô-nam-mô A-di-đà-phật trong lòng trong con tình yêu không phai kính chúc thầy nơi xa luôn an lạc núi san im lìng đời như mây bay a di đà phật lòng nguyện cầu mong nhưng không theo ý nguyện an nhiên sự thầy đang trên núi xuống khắp thân sự thầy không an toàn đời không yên đành phải trốn ẩn lòng chẳng yên bình nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật trong lòng chúng con tình yêu không phai kính chúc thầy nơi xa luôn an lạc núi san im lìng đời như mây bay a di đà phật lòng nguyện cầu mong nhưng không theo ý nguyện an nhiên sự thầy đang trên núi xuống khắp thân sự thầy không an toàn đời không yên đành phải trốn ẩn lòng chẳng yên bình dẫu xa cách lòng luôn nhớ thấy nơi núi san nó chắc chắn càng ngày càng niềm tin càng có cái niềm tự tin chắc chứng như thế thì mình nên đi tâm hồn thấy mãi thanh thản an vui nhưng không theo ý nguyện an nhiên sự thầy đang trên núi xuống khắp thân sự thầy không an toàn đời không yên đành phải trốn ẩn lòng chẳng yên bình A-di Đà Phật lòng chúng con luôn nhớ thầy nơi núi san mãi an lành bình yên Nam-mô-nam-mô A-di Đà Phật Nam-mô-nam-mô A-di Đà Phật